Thưa quý vị, xác định xây dựng hệ thống Wi-Fi là một trong những yếu tố nền tảng cho sự phát triển xã hội số. Trong thời gian qua, thành phố Tân An chú trọng đầu tư Wi-Fi miễn phí tại các địa điểm công cộng trên địa bàn, qua đó giúp cho người dân có thể dễ dàng truy cập Internet. Tôi thấy rất là tiện lợi. Đi dạo thì tôi ngồi ở một chỗ nào đó thì tôi sẽ lấy điện thoại ra kết nối Wi-Fi và tôi sẽ vào mạng, vào YouTube để vừa thư giãn mà vừa ngồi nghỉ ngơi mà vừa có Wi-Fi, nó rất là tiện. Và khi mà tôi đi chụp hình cho gia đình á, thì tôi dùng Wi-Fi này để mà chia sẻ lên mạng xã hội như Facebook, Instagram này nọ. Rồi khi tôi up YouTube nữa, rất là hay, rất là tiện lợi ở đây, rất là tiện lợi, mọi người rất là thích. Từ khi có sóng Wi-Fi miễn phí tại công viên phường 2, không chỉ anh Nguyễn Trọng Ân mà nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tân An thường xuyên ra công viên thư giãn sau giờ làm việc. Tại đây, mọi người có thể đọc báo, truy cập mạng xã hội để nâng cao đời sống tinh thần mà không lo về cước phí đăng ký mạng. Bình thường thì ra nơi công cộng mình phải tốn tiền để xài 3G, mà có Wi-Fi miễn phí này cảm thấy rất là tiện. Tôi cảm thấy rất là tiện. Hệ thống Wi-Fi tại công viên phường 2 có 2 trạm phát sóng, đảm bảo phục vụ cùng lúc hơn 50 lượt truy cập với tốc độ 100 Mbit trên giây, giúp người dân dễ dàng tiếp cận những thông tin và phát triển các dịch vụ công, phục vụ nền hành chính điện tử qua môi trường mạng Internet. Thành phố Tân An đang kêu gọi khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính và công nghệ đầu tư phát triển hệ thống Wi-Fi tại các địa điểm công cộng trên địa bàn, ưu tiên các đơn vị phát triển hệ thống Wi-Fi công cộng, cho phép người dùng sử dụng mạng Internet miễn phí, không hạn chế dung lượng, số lần đăng nhập hệ thống. Xây dựng hệ thống Wi-Fi công cộng miễn phí là một trong những yếu tố nền tảng cho sự phát triển của hạ tầng xã hội số của thành phố Tân An. Thì trong năm 2021, thành phố Tân An đã phối hợp với VNPT Long An xây dựng hệ thống Wi-Fi tại công viên phường 2. Thì trong năm nay 2022, thành phố Tân An sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai hệ thống Wi-Fi công cộng tại công viên phường 5, công viên thành phố Tân An và một số điểm công cộng trên địa bàn thành phố để góp phần thúc đẩy công tác xây dựng chuyển đổi số của thành phố Tân An. Việc lắp đặt hệ thống Wi-Fi công cộng miễn phí nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận tham gia vào các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Tân An, đảm bảo cho người dân được thụ hưởng các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện trên cơ sở hạ tầng thông tin số rộng khắp.